Hello mọi người, đây là Nâu, bạn mình mới chơi mình đó. Tại mình thấy màu lông nó màu nâu nên mình kêu nó là Nâu nha. Nhưng thật ra là nó chưa có tên đâu. Bây giờ mình sẽ cho nó nằm trong cái giỏ này, mình sẽ chở nó về nhà mới nha. Con Nâu nó không phải chó cỏ đâu mọi người, con Nâu nó là có la với chó phú thái gì đó. Bạn mình nói vậy cho mình cũng không biết nữa. Bây giờ mình sẽ đưa nó về nhà mới của nó sẽ là nhà bạn gái mình. Cái mặt mới xa mẹ lần đầu là nhìn thấy thương ghê không? Thôi ráng đi, từ từ sẽ quen thôi. Hình như là nó muốn khóc luôn bây giờ. Cái mặt nó buồn hiu à. Cái mặt này là vừa buồn vì phải xa mẹ, mà vừa sợ vì phải chạy xe nó dằn dằn nữa. Mình đã cố gắng chạy xe chậm dữ lắm rồi đó mọi người. Ráng lên nha Nâu, sắp tới nhà mới rồi. Tới rồi nè, nhưng mà vẫn còn run lắm nha. Mọi người có chân nữa nè, chân bự này chắc là đào hang phá dữ lắm. Nó đang nhìn chủ nó đó mọi người. Chuẩn bị vô nhà mới nha Nâu. Nó chưa thơm rồi, chét không á. Trời, không biết có thương yêu gì nhỏ không mà mới nghe bụi chét cái trả lại rồi. Con Nâu nó dễ thương thật sự luôn đó mọi người. Ở trên lưng nó còn có xoáy nữa. Mình ôm nó là nằm im ru vậy nè. Ủa, nãy nghe bụi chét cái trả lại mà giờ mày đặt vuốt vuốt rồi dạch dạch bắt bụi chét cho con nhỏ nữa. Thôi bây giờ là Nâu về nhà mới nha, nhớ là ngoan đó, không lì lì là bị quýnh đó. Nâu về nhà đó trước đi rồi mới mốt anh về sau. Bé áo hồng này tên là Su, cháu của bạn gái mình. Hồi đó là nó chỉ thích mỗi mèo thôi, nhưng mà từ khi xem TikTok của mình thì nó thích luôn chó rồi mọi người. Thôi bây giờ mình để cho con Nâu đi vô nhà đi. Đây sẽ là đêm đầu tiên mà con Nâu nó ngủ một mình, không có mẹ nó ở bên cạnh. Mọi người thấy nó buồn rõ ràng luôn ha. Lúc này là nó cũng chỉ như một đứa con nít thôi mọi người. Bây giờ là qua ngày thứ hai rồi nè. Mọi người thấy cái mặt nó thấy thương không? Vậy là mọi người sai rồi. Nó đã bắt đầu có những biểu hiện của một đứa phá hoại. Nó cắn mọi thứ ở trong nhà. Cái gì mà ngậm vừa là nó cắn hết. Nhưng mà cũng may là bạn mình mua sẵn đồ chơi cho nó rồi. Đồ chơi của con Su cũng nhường cho nó luôn. Coi cái tướng nó chạy là mọi người biết nó hống hách cỡ nào rồi. Con gái con lứa mà chạy cái tướng be be. Không chỉ cắn phá mà nó còn quậy nữa. Cái chỗ ngủ của nó mà nó cũng quậy nữa. Có cái cửa không chịu chui vô ngủ mà chui từ trên nóc nhà chui xuống. Nằm vậy mới chịu hả? Đó mọi người coi có ai như nó không? Không biết là có còn thêm cái tật xấu nào nữa không? Ngoài cái mặt dễ thương ra là không có được cái gì á. Bánh kem chó thơm ngon chồng chị. Bánh kem Lucky. Vậy là từ nay em nó đã có tên rồi mọi người. Tên của nó sẽ là Lucky nha. Ủa mà sao càng lớn cái mặt càng nhăn vậy không biết. Mọi người thấy nó sướng không? Nằm ghế sofa đồ chơi thì có người đem tới chỗ cho chơi. Chơi mà lỡ làm rớt thì có người lụm lại cho chơi tiếp. Phục vụ kiểu này thì không có xuống đập ở viên môn được rồi. Tối ngày ở trong nhà ăn rồi ngủ, tới chừng ngủ cũng ngậm đồ chơi đi ngủ nữa. Coi ngậm củ cải mà con mắt lim dim thấy mà ghét thôi. Mới đó mặn Lucky nó gần 2 tháng tuổi rồi mọi người. Bữa nay mình mua thuốc lên để chích ngừa cho nó nè. Trời ơi, có gì đâu mà bắt nhỏ đeo cái mỏ thấy tội nghiệp. Thôi tháo đi tôi mới chích được. Mới ngày nào trở lên có chút ác mà bữa nay bự vậy rồi. Không biết là có nhớ tôi không mà mừng dữ vậy nè. Bây giờ còn nhỏ thì mừng đó, bự một chút xíu rồi mình lên chắc nó rượt mình quá. Nè lên đây. Biết đi. Thôi, chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Con Lucky nó vẫn còn nhiều cái tật xấu nữa. Nhưng mà ở tập sau mình sẽ kể cho mọi người nghe tiếp ha. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Nếu thấy thích nhớ cho mình một tim. Bye bye mọi người.